Bích Tư về quê không 200 cây hết. Wow, tới rồi, tới rồi. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Cuối cùng đã đúng địa chỉ rồi. Có ở nhà không? Chị làm gì la hét sùm vậy? Hả? Chị mà la nữa tôi kêu văn phòng bắt à. À, không, trời ơi xin lỗi nha, không thấy ông anh ở đây. Nãy giờ thấy mặc đồ xám xám xanh xanh á, tưởng cây xương rồng lớn đứng kế bên 1, 2, 3, 4 chậu xương rồng nhỏ. Trời mắt gì bị gì vậy? Nghĩ sao nhìn tôi ra cây xương rồng? Trời ơi, người đàn ông gai góc quá hà, thấy không? Chị vô đây tìm ai? Dạ, em tới đây, em kiếm chị Linh Chi. Dạ. Ủa, kiếm Linh Chi hả? Dạ. À, là gì của Linh Chi vậy? Em á hả? Em họ ruột của chị Linh Chi. Họ ruột là sao? Là em họ, dạ tức là em họ thôi nhưng mà thân nhau như ruột vậy đó. Ủa nếu là em thì giờ là chị mấy tuổi? Trời ơi, người ta vừa mới nói em là em ruột mà tự nhiên hỏi chị là sao em buồn dễ sợ luôn á. Vậy em mấy tuổi? Em á hả, tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc dịu dàng đi từng bước nhịp nhàng hồi nãy đi vô đó. Hai số đôi mươi 18 thì là mấy? Số nào? Dạ em thì em chọn 18, vậy chứ anh chọn số nào? Chắc là 20 quá. Anh đúng rồi đó. Em mới 20 tuổi hà, em còn trẻ lắm luôn á. Bây giờ kiếm Linh Chi phải không? Anh biết sao không? Em với chị Linh Chi á, hồi đó còn ở trên núi á, hai chị em thân nhau lắm á. Bởi vậy người ta mới gọi là chị em họ ruột á. Trời ơi, chị Linh Chi á, chị luôn ở bên em, quan tâm chăm sóc cho em. Em nhớ hồi nhỏ đó, em nhỏ hơn chị mà em hay bị tụi nó đánh á. Chị Linh Chi lúc nào cũng nhảy vô bệnh dục em hết đó. Ủa Bình sao? Chị vô chị năn nỉ tụi nó đừng đánh em nữa. Chị thương em vô vàng luôn á. Trời ơi, tưởng Bình sao? Dạ, vậy là có lòng lắm rồi anh. Anh biết sao không? Hồi đó em nói với chị Linh Chi là em muốn ăn bánh kẹo á. Chị Linh Chi ăn cắp tiền của ba mẹ mua bánh kẹo cho em luôn á. Thương em không? Trời ơi, cái chuyện gì cũng làm được luôn á hả? Em nói giỡn thôi. Dạ, chị Linh Chi phải người như vậy. Trời ơi, công nhận nha, gương mặt của anh á thánh thiện dễ sợ luôn á. Em nói giỡn mà cũng tin. Hả? Chuyện vậy cũng làm nữa hả? Trời ơi, thật thạo à. Anh biết sao, cuộc đời này á có nhiều bão tố, nhiều cạm bẫy, nhiều sự lường gạt lắm. Anh đừng có dễ tin người như vậy nha. Ừ. Anh, em hỏi thiệt nha, anh có tin em là em họ ruột của chị Linh Chi không? Không. Ủa sao vậy? Thì đấy, nói bị gạt rồi, ngu sao nói lại nữa. Thôi, anh học nhanh thiệt luôn á. Như vậy, vậy trong con mắt của anh, em là gì của chị Linh Chi? Là cô. Trời ơi, em tin luôn á. Nãy anh nói là tụi em như chờ đâu mới tả mà anh nói là cô làm sao em buồn quá, em giận ghê luôn á. Thôi được rồi, giờ kiếm Linh Chi đúng không? Dạ. Linh Chi ơi, có người kiếm em ơi. Dạ, em nghe. Ủa, anh Thiên Tài kêu em gì vậy? Cô em kiếm rồi. Trời ơi. Ủa, mẹ chị. Trời ơi, em nhớ chị quá đi à. Sao em lâu nay không nói chị để chị ra chị rước em? Trời ơi, nói gì nữa. Em tạo bất ngờ cho chị mà. Em tự động cuốn gói lên đây luôn. Trời ơi, cuốn gói lên luôn hả? Dạ. Hôm bữa chị nhắn cho em cái địa chỉ á, nhớ không? Đó, tự động lên luôn. Rồi em lên đây định ở mấy ngày? Em hãy lên đây ở với chị luôn. Ở luôn? Dạ. Ủa, chị không vui hả? Đâu, chị vui mà. Rồi, em không sợ tía má hả? Trời ơi, tía má em hả? Cho em đi mà. Tía má em nói hả? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Ồ, dạ. Cho nên là em nhớ chị quá hà. Chị nhớ không, hồi đó ở trên núi chị em mình cùng tâm sự với nhau. Bỗng một ngày em cảm thấy cuộc đời em không thể thiếu sống chị, thế là em cuốn gắm xuống đây ở với chị luôn. Ồ, trời, chị cũng thương em lắm luôn á. Rồi làm gì mà đi đâu mà sao đội gì bông qua rồi trên đầu không gì trời. Trời ơi, có gì đâu. Tại xe đào dừng mấy cái bến á, dừng trên bến cái trình nắng chưa phai á, cái chợ đó người ta bán kẹp, bán nơ đẹp quá, em mua cài lên mái tóc vậy đó. Rồi còn nữa không? Sao không mua đổi đội lên luôn? Trời ơi, hết tiền rồi, còn nữa là mua rồi. Nhỏ đây thiệt chứ. Ừ.
cái phòng gì mà trong quê trong quát, không có nổi cái tivi, không có nổi cái radio nghe nữa trời. Thu phòng mình dưới quê nữa, ghê quá à. Cái thằng cha hồi nãy á, chắc là chủ nhà, chắc bên phòng đó có tivi đầu máy. Phải nghĩ cách coi, cũng đẹp trai á, để nghĩ cách cua cua mình qua mình chiếm phòng ổng chơi, đỡ mất công ngủ phòng mà không có cái quạt luôn á. Trời ơi, ngày mai mình sẽ lên kế hoạch cua ổng, để có gì mình chiếm cái vào ổng mình sử dụng cho nó đã. Kiều ơi, Kiều. Dạ dạ. Trời ơi, có chợ chết rồi. Đợi em xíu. Giờ được không? Ngày mai chị đi công tác á. Dạ. Nên nếu mà em còn ở lại á thì chị sẽ giao phòng lại cho em. Dạ. Trong phòng giùm chị. Được. Mà nhớ là phải giữ gìn sạch sẽ phòng cho chị nha. Dạ. Giữ gìn mà. Và đặc biệt á, không được làm bích lòng hàng xóm nghe chưa? Dạ, chị yên tâm. Chị dặn kỹ rồi đó. Cho anh gửi tặng Linh Chi. Gửi giùm anh nha. Gửi chị Linh Chi giùm anh. Thiên tài tặng chị đó. Em là chủ động liệt kê hết những cái món đồ chị thích, cho nên ảnh gom một lần ảnh tặng cho nó gọn đã luôn á. Công nhận ảnh tốt tính dễ sợ luôn á. Trời ơi, chị đi công tác có vài ngày à mà ở nhà đã có chuyện rồi hả? Bây giờ em cầm gấp mấy hộp quà này qua trả cho anh Thiên Tài, không là chị đuổi em về quê. Nhanh lên, không có cái gì hết á, đi liền. À, anh Thiên Tài. Nè em. Dạ, em xin lỗi anh nha. Vừa rồi em có đi công tác á, để nhỏ em ở nhà nó làm phiền anh phải mua quà. Em xin lỗi. Đâu gì đâu, chị nhỏ. Chiều mai anh có rảnh không? Rảnh, ngày nào anh cũng rảnh. Vậy chiều mai mình gặp nhau nha. Được. Xem như là em mời anh đi uống nước để thay cho lời xin lỗi. Được, ok. Mai nha. Dạ, mai nha, dì hẹn anh mai nha. Bye bye anh. Bye. Dán hẹn nhau đi uống nước hả? Sao không hẹn mình? Không được, mình phải nghĩ cách. Mình sẽ là người thay thế chị ấy. Quá đẹp. Cái khung cảnh này thật đáng đồng tiền bát gạo 1,5 triệu mà. Chắc chắn Linh Chi sẽ đổ với mình thôi. Em
gì ngạc nhiên quá vậy? Em đẹp quá đúng không? Anh ngạc nhiên quá độ, anh không nghĩ là em đẹp đến như vậy đúng không? Anh thích em rồi đúng không? Wow, trời ơi, lãng mạn quá, khung cảnh thật là lãng mạn. Với cái khung cảnh lãng mạn này, anh có thể cùng nhảy với em một bản không? Pop ballad chẳng hạn, cha cha cha. Hả? Anh là bolero. Anh không biết nhảy. Anh không biết nhảy hả? Ủa quá vậy. Trời ơi, anh mà nhảy là mình đẹp đôi lắm luôn á. Trời ơi, ổn ghê. Trời ơi, trời ơi, sao anh biết là em thích nước cơm mà làm sẵn cho em một ly nước cơm vậy? Trời ơi, thôi giờ uống nước. Wow, trời ơi, anh uống xịt tinh luôn hả? Biết em thích màu đỏ nên anh kem được chai xịt tinh cho giống màu áo em đúng không? Rồi thôi, em không có ngại đâu, cái này là dành cho em luôn đúng không? Thích quá hà. Em dạ hỏi Linh đâu rồi? Chị Linh Chi á hả? Chị Linh Chi, chị bị đau bụng, bây giờ chị là bạn thân của các toilet rồi, chị không có ra đây được đâu, nên chị kêu em ra đây để nói chuyện với anh đó. Anh có vui không? Trời ơi, vui phát khóc luôn, không tin đó là sự thật luôn á. Anh uống nước đi anh. Mà không biết chị Linh Chi có sao không ta? Mình bỏ hơi nhiều thuốc sợ. Thôi kệ đi, miễn hẹn được tra đẹp là bất chấp. Ôi cha, đau quá. Chị ơi, em thấy chị đang đau bụng á, nên em đi uống cà phê với anh Thiên Tài thay chị luôn rồi. Chị khỏi ra nha. Em Kiều, má yêu. Ôi, trời ơi, Kiều ơi là Kiều, chị sợ em luôn rồi đó. Và tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nhưng muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu